Vụ việc nhặt được số tiền 130 triệu rồi trả lại đã thu hút nhiều người dân xôn xao những ngày vừa qua. Qua xác minh được biết đó là ông Nguyễn Hữu Hạnh, 53 tuổi, nhân viên tạp vụ kiêm bảo vệ Ủy ban Nhân dân xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã trao lại cho khổ chủ số tiền 130 triệu đồng bị đánh rơi mà không màng nhận lại lời cảm ơn hay quà cáp. Ông kể lại, đó là vào buổi chiều 25 tháng 5, khi đứng trước sân nhà thì thấy một bọc ni lông trắng văng dưới nền đường quốc lộ 55, trong đó có chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ khác. Thấy bất thường, ông chạy ra nhặt đem vào. Mở ra thì bất ngờ và run vì lần đầu tiên được thấy số tiền lớn đến thế. Nhưng rồi ông Hạnh đấu tranh tư tưởng ít phút rồi mới xử lý được số tiền này. Ông nghĩ người ta mất cũng như mình mất và phải trả lại cho bằng được. Xem qua giấy tờ tùy thân trong bọc ni lông, ông nhận ra chủ nhân sống cùng địa phương, cách nhà mình khoảng 1 km. Hai vợ chồng kiểm đến tiền cọc là 130 triệu đồng cùng số tiền lẻ khác. Ông tìm cách nhờ người quen biết liên lạc với chủ nhân giấy chứng minh nhân dân đến nhận lại. Cùng lúc này, khổ chủ đang chạy đông chạy đáo khắp nơi như người thất thần để tìm lại số tiền vừa đánh rơi. Trao trả xong cọc tiền trên, ông đến trình báo với chính quyền. Ông Hạnh còn nói, khi trả, tôi cũng không nghĩ đến việc nhận lại lời cảm ơn hay quà cáp. Xem qua các loại giấy tờ, tôi biết chắc số tiền này vừa vay nóng về. Nếu không trả lại kịp thời cho họ để nộp ngân hàng thì có lẽ lãi suất chồng chất. Trả xong số tiền đó, tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm, cảm giác mình đã làm được một việc tốt. Nếu tôi tham lam thì đã lấy rồi. Được biết, vợ chồng ông Hạnh cũng là giáo viên tiểu học đã về hưu, đang sống tại thôn Gò Găng, xã Tân Thắng. Hàng ngày, hai vợ chồng quanh quẩn với tiệm photocopy. Thời gian nhàn rỗi, ông xin làm thêm tạp vụ và chân bảo vệ tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Thắng. Cứ đến sáng sớm và chiều tối, ông Hạnh lại tất bật vào Ủy ban Nhân dân xã, dọn dẹp, chốt cổng, đóng mở tiện điện nước. Hành động đẹp của ông cũng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tuyên dương tấm gương người tốt việc tốt.